chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Smile Art của mình. Ngày hôm nay mình sẽ vẽ về chủ đề Giáng sinh nhé. Chúng mình cũng bắt đầu vẽ thôi nào. Bây giờ mình đã vẽ xong rồi. Và nếu bạn nào thích video này, hãy cho mình một nút like, share, đăng ký.